Khi người dân đang dần khắc phục hậu quả sau cơn bão Helene, một cơn bão khác lại đe dọa chia rẽ đất nước, cơn bão của chính trị đảng phái. Chào mừng đến với chương trình Hoa Kỳ chưa tiết lộ từ La Crescibo. Cơn bão Helene, cơn bão gây thương vong nhiều nhất tại Mỹ kể từ cơn bão Katrina, đã để lại sự tàn phá kinh hoàng những nơi nó đi qua. Tới nay, số người tử vong khiến người ta bàng hoàng do ảnh hưởng của siêu bão Helene. Hơn 200 người đã chết, vô số cộng đồng bị tê liệt. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong những ngọn núi xa xôi ở miền Tây Bắc California, hy vọng tìm thấy những người mất tích và những ai đang cần cứu trợ. Tình hình nghiêm trọng đến mức giống như phần tiền truyện của phim Waterworld. Và không ai muốn nhắc đến Waterworld nữa, không bao giờ. Dĩ nhiên, đây là năm bầu cử, tháng sau là tới rồi. Hãy lo sợ đi. Thậm chí, ngay cả thiên tai cũng không thoát khỏi vòng xoáy chính trị. Để bắt đầu, hãy nói về cách ứng phó với thảm họa. Và bởi vì đảng Dân Chủ đang kiểm soát Nhà Trắng, nên một cách tự nhiên các chỉ trích mạnh mẽ nhất sẽ đến từ cánh hữu. Chủ tịch Hạ viện Johnson tuyên bố rằng cách ứng phó trước thảm họa là một sự thất bại toàn diện. Và như thường lệ, những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất đến từ Donald Trump, người tuyên bố rằng cách phản ứng của Harry với cơn bão còn tệ hơn cả Bush. Nếu chỉ nghe theo những lời chỉ trích, bạn sẽ có cảm giác rằng chính quyền Biden và Harry hoàn toàn không làm gì cả. Họ chỉ trích Biden vì ở lại Delaware và Harry ưu tiên vận động tranh cử trước khi trực tiếp đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng. Trump cho rằng chính phủ liên bang và đảng Dân Chủ đang cố tình không giúp đỡ người dân ở các khu vực của đảng Cộng Hòa, để mặc người dân Mỹ chết chìm và phớt lờ lời kêu gọi từ Thống đốc Reverend Brian Kemp. Nghe có vẻ độc ác, như thế họ đang hy vọng nếu đủ số cử tri Cộng Hòa thiệt mạng, họ có thể lật kèo và giành lấy bang này. Tuy nhiên, lời tuyên bố của Trump và những người khác thực ra không có cơ sở. Ví dụ, chính Kemp đã nói rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Biden. Không có bằng chứng nào xác thực cho thấy chính quyền liên bang đang ngăn cản nỗ lực cứu trợ nạn nhân cơn bão Helene dựa trên lựa chọn chính trị. Một tuyên bố phổ biến khác là chính quyền liên bang chỉ phản ứng một tuần sau thảm họa. Tuy nhiên, Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh hỗ trợ liên bang từ ngày 26 tháng 9. Cùng ngày, cơn bão Helene được xếp loại là bão cấp 4. Điều này cho thấy phản ứng khá nhanh chóng, nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, nhất là khi ông ấy đã lớn tuổi và thậm chí không còn nháy mắt nhanh được nữa. Ngoài ra, ông ấy đã điều động binh sĩ tại ngũ tới hỗ trợ. Vệ binh quốc gia từ hơn 10 bang cũng đã vào cuộc, cũng như FEMA, cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang. Vì vậy, chính phủ không phải là không làm gì hay chỉ ngồi im. Họ đã điều động binh sĩ để đảm bảo tất cả những người dân đảng Cộng Hòa này nhận được điều họ xứng đáng. Đảng Dân Chủ đang sử dụng quân đội để chống lại chính công dân của mình. Lũ Illuminati là có thật. Tuy nhiên, phe cánh tả có thể nói rằng họ có quan điểm hoàn toàn đối lập với phe cánh hữu về phản ứng trước thảm họa. Khi nhắc đến Harry, các phương tiện truyền thông thiên tả thường miêu tả bà ấy với góc nhìn tích cực hơn, thậm chí là vui tươi hơn. Thực tế, người ta có cảm giác chính phủ Mỹ dưới sự lãnh đạo của bà và Biden đang rất tốt và mọi thứ đều ổn. Cảm ơn, Kamala. Vậy nên, mặc dù có nhiều tuyên bố kỳ quặc về phản ứng hoặc thiếu sót của chính phủ trước cơn bão, nhưng chúng không chỉ đơn giản xoay quanh các chính phủ ứng phó. Trên thực tế, trong số tất cả những tuyên bố gây chú ý và tranh cãi, có một tuyên bố đặc biệt đã thu hút khá nhiều sự quan tâm. Tuyên bố rằng các nạn nhân của cơn bão Helene đang bị mất quyền nhận viện trợ khẩn cấp vì người nhập cư bất hợp pháp. Vậy tuyên bố này từ đâu mà ra? Vâng, mới 3 tháng trước, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mallorca đã tuyên bố rằng FEMA đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho mùa bão năm nay. FEMA đã chuẩn bị rất tốt, đây là công việc của chúng tôi. Đây là việc của họ, và điều quan trọng ở đây, Rebecca, là đảm bảo rằng các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng cũng phải được chuẩn bị. Câu nói này có thể được hiểu như trời không có vẻ gì sắp mưa, tôi không cần mang dù, nhưng sao lại thách thức số phận như vậy? Nên thật bất ngờ khi 3 tháng sau, Mallorca cảnh báo, chúng tôi đang dự đoán một cơn bão khác sắp đổ bộ, chúng tôi không có đủ quỹ, FEMA không đủ tiền để vượt qua mùa bão này. Những điều đó vốn dĩ đã in sâu vào tâm trí, nên không có gì lạ khi nhiều người nhớ đến một sự thật đáng chú ý, FEMA đã chi hơn 1 tỷ đô la cho người nhập cư. Vậy FEMA từng tuyên bố có tiền, giờ lại không có, và còn đang chi tiền cho người nhập cư. Kết luận hiển nhiên là gì? Chính quyền Biden, Harry đã sử dụng quỹ cứu trợ thiên tai của FEMA cho những người nhập cư bất hợp pháp, và như vậy ưu tiên người nhập cư bất hợp pháp hơn cả công dân Mỹ. Thế này thật không hay chút nào. Khi được hỏi về việc FEMA chi tiền cho người nhập cư, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng không làm cho tình hình tốt hơn. Chính quyền Biden đang sử dụng quỹ FEMA để hỗ trợ người nhập cư không giấy tờ. Nhà Trắng trả lời thế nào về điều này? Tôi muốn nói rằng điều này hoàn toàn sai sự thật. Không đúng, đó là một tuyên bố sai. Và tất cả mọi người đều hài lòng.
Vì như chúng ta đều biết, các chính trị gia và người phát ngôn của họ sẽ không bao giờ lừa dối công chúng. Nhiều người đã phản ứng rằng Jean-Pierre chỉ đang nói dối trắng trợn. Vậy sự thật là gì? Ai đúng đây? Như thường lệ, mọi sự việc phức tạp hơn nhiều so với những gì mỗi bên tỏ vẻ. Vì các chính trị gia thường xuyên nói rõ ràng và đầy đủ các góc độ. Làm thế cuối cùng cũng khiến họ thất nghiệp thôi. Có vẻ như đã đến lúc cho phần tiếp theo của... Khoan, có đúng không? Trước tiên, cần phải xem xét lập luận của Corinne Jean-Pierre. Cô ấy đã nhắc đến một bài báo của Washington Post bác bỏ tuyên bố của Trump rằng Biden đã chuyển quỹ cứu trợ thiên tai cho người nhập cư. Tuy nhiên, đừng quên rằng bài báo này chỉ tập trung vào cứu trợ thiên tai. Đó là một danh mục hoàn toàn khác với quỹ hỗ trợ người nhập cư thông qua chương trình nơi trú ẩn và dịch vụ của FEMA. Chương trình giúp các tổ chức địa phương cung cấp viện trợ nhân đạo cho người nhập cư sau khi họ được thả từ Bộ An ninh Nội địa DHA. Theo những gì chúng ta biết, FEMA không sử dụng quỹ cứu trợ thiên tai để hỗ trợ người nhập cư. Ngay cả Chủ tịch Hạ viện Johnson cũng phải thừa nhận điều này. Vì vậy, chính quyền Biden-Harris không sử dụng quỹ cứu trợ thiên tai cho người nhập cư. Thật vui khi đã làm rõ điều này, nhưng điều đó không hoàn toàn giúp Jean-Pierre thoát khỏi trách nhiệm. Trong buổi họp báo tôi đề cập lúc nãy, Jean-Pierre được hỏi về quỹ FEMA, chứ không phải quỹ cứu trợ thiên tai, có được sử dụng để giúp người nhập cư hay không. Cô ấy trả lời không, nhưng điều đó không đúng. FEMA đã hỗ trợ người nhập cư như đã được chỉ ra trước đó. Và dù sự hỗ trợ cho người nhập cư không trực tiếp đến từ quỹ cứu trợ thiên tai, điều đó cũng không khiến những người phê bình thuộc phe bảo thủ hài lòng, họ sẽ tức giận, bởi vì các nguồn lực có thể đã được sử dụng để giải quyết vấn đề tài chính của FEMA lại được dành cho người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt khi những công dân Mỹ này đang gặp khó khăn đến thế. Vì vậy, nếu bạn thuộc phe bảo thủ, có lẽ bạn nghĩ rằng Frank Jean-Pierre đang nói dối. Nếu bạn theo cánh tả, có lẽ bạn nghĩ rằng cô ấy đang đề cập vấn đề khác, thực tế luôn thú vị. Và trong khi cánh hữu đưa ra một số tuyên bố đáng ngờ về cơn bão, cánh tả lại kêu gọi cảnh báo với chiến thuật quen thuộc của họ, lo ngại về thuyết âm mưu và thông tin sai lệch. Để công bằng, không thiếu những thuyết âm mưu hoang đường và thông tin sai lệch lan truyền mà chúng ta đã thấy. Nhưng không ngạc nhiên, khi nhiều cơ quan truyền thông cánh tả đã tận dụng cơ hội này để phàn nàn về các phần tử cực hữu và luôn là Trump. Tất cả điều này chỉ để nói rằng có vẻ như cả phe tả và phe hữu đang sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau vì sự chính trị hóa cực đoan và sự yếu kém của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề như khủng hoảng biên giới và cách phản ứng cơn bão Helene. Điều này khiến niềm tin vào các tổ chức như FEMA ngày càng giảm sút. Và tới mức độ chính trị hóa như hiện nay trong cách ứng phó với thiên tai, tôi lo lắng về điều gì sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử một tháng sắp tới. Cảm ơn bạn đã theo dõi chương trình Hoa Kỳ chưa tiết lộ. Trước khi thuật toán của YouTube đề xuất cho bạn một video ngẫu nhiên nào đó, hãy nhấn vào đây để xem video tôi làm trên kênh gaming mới của mình về phiên bản mới của trò Silent Hill 2. Tôi là Crouchable, hẹn gặp lại.